Thưa quý vị, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2023 ngày hôm nay, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và phát động tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công tại 12 điểm cầu đại diện cho 3 khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát lệnh khởi công tại điểm cầu trung tâm thuộc dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tỉnh Quảng Ngãi. Phát biểu tại điểm cầu trung tâm tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm ưu tiên đặc biệt để đầu tư tuyến cao tốc xương sống này, đang đẩy nhanh tiến độ 11 dự án thành phần dài 654 km và khởi công 12 dự án thành phần dài 729 km để nối thông suốt toàn tuyến. Thủ tướng cho rằng, thời gian tới công việc rất lớn và nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với việc thực hiện dự án là bảo đảm tiến độ, không để kéo dài, không được tăng tổng mức đầu tư, bảo đảm chất lượng thi công, yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, bảo đảm hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, tuân thủ nghiêm, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra. Tại lễ khởi công, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công và phong trào thi đua Xuân Quý Mão trên các công trường giao thông, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Chính phủ đề ra. Từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 1 năm 2023, mức thuế môi trường mới chính thức có hiệu lực. Theo đó, thuế môi trường đối với xăng trừ ethanol là 2.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu nhờn, dầu ma rút và mỡ nhờn là 1.000 đồng một lít 1 kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, mỡ nhờn năm 2023. Theo đó, cơ quan thường trực của Quốc hội đồng ý giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường với xăng trừ ethanol, dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn, mỡ nhờn so với mức trần biểu khung thuế. Như vậy, mức thuế môi trường với xăng trừ ethanol là 2.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu nhờn, dầu ma rút và mỡ nhờn là 1.000 đồng một lít kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Cũng bắt đầu từ hôm nay, 4 luật chính sách có hiệu lực gồm Luật Kinh doanh Bảo hiểm, Luật Cảnh sát cơ động, Luật sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Điện ảnh. Ngoài ra, từ sau ngày 31 tháng 12 năm 2022, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy sẽ hết hiệu lực. Luật Kinh doanh Bảo hiểm. Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08 được thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2022 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Luật có hiệu lực thực thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Luật Cảnh sát cơ động. Theo đó, nhiệm vụ chính của Cảnh sát cơ động là sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn khủng bố. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Luật Cảnh sát cơ động gồm 5 chương, 33 điều quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động, điều kiện bảo đảm và chế độ chính sách, quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với Cảnh sát cơ động. Luật sửa đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ. 7 nhóm chính sách lớn là điểm mới căn bản và quan trọng nhất trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ được Quốc hội khóa 15 thông qua vào kỳ họp thứ 3 ngày 16 tháng 6 năm 2022. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 1 năm 2022 và quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 1 năm 2024. Luật Điện ảnh sửa đổi. Luật Điện ảnh số 05, Luật Điện ảnh năm 2022 kế thừa có chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 32 điều, quy định mới 18 điều so với Luật Điện ảnh năm 2006. Luật Điện ảnh năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và có 10 điểm mới cơ bản phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Thưa quý vị, sau một thời gian cấp mẫu hộ chiếu mới, tiếp thu ý kiến của người dân và các cơ quan chức năng, đồng thời tham khảo cách thức của các nước, bắt đầu từ hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2023, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ triển khai cấp mẫu hộ chiếu có bổ sung thông tin nơi sinh. Theo đó, hộ chiếu được ban hành có thiết kế vẫn giữ nguyên hình thức, chất liệu, đặc điểm bảo an như mẫu hộ chiếu đã ban hành trước đây, tuy nhiên có chỉnh lý thông tin tại trang thân nhân cụ thể, bổ sung thông tin nơi sinh, đồng thời tách riêng họ, chữ đệm và tên trên hai dòng riêng biệt tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú ở nước ngoài, giúp các cơ quan chức năng nước ngoài phân định được đâu là họ, đâu là tên của công dân, hoặc tránh nhầm lẫn trong việc giao dịch cũng như cấp giấy tờ cho công dân Việt Nam.
Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội ngày đầu tiên của năm mới 2023, thời tiết đẹp, không khí ấm áp đã mang đến nhiều hy vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc. Tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, người dân thủ đô ai nấy đều hân hoan, phấn khởi, đón năm mới cùng nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Ngày 1 tháng 1 năm 2023, tiết trời nắng ấm, dễ chịu, thuận lợi để người dân thủ đô và du khách khắp nơi có những trải nghiệm vui vẻ bên nhau. Tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm sáng nay, rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức. Người dân khắp nơi đổ về đây để tận hưởng không khí vui tươi, thanh bình, nhưng không kém phần náo nhiệt để chào đón Tết Dương lịch 2023. Với cái không khí Tết này vừa là nhộn nhịp này, mọi người thần thái vui vẻ ấy. Và cái không khí Tết của Hà Nội nó có cái hành đấy, làm cho con người người ta hưng phấn hơn. Theo góc nhìn của mình thì sau một năm Covid thì năm nay nó đã khá là tưng bừng hơn. Khi mà ở phố đi bộ thì đã có đến hai sự kiện cao đao liền. Đây là một không khí rất là tuyệt vời. Từ buổi tối ngày hôm qua, từ lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua, xung quanh bờ hồ mọi người về đây rất là đông. Không khí cực kỳ náo nhiệt. Cho đến buổi sáng ngày hôm nay giải chạy diễn ra thì quả thật là ngày đầu đón năm mới không còn gì để nói nữa. Rất là tuyệt vời, phấn khởi. Hôm nay thời tiết rất là đẹp. Nắng ấm, cảnh vật xung quanh rất là nhẹ nhàng, làm cho mình cảm thấy là thư thái hơn, thư giãn sau một năm làm việc đầy căng thẳng. Mình cảm thấy rất là vui. Chào đón ngày đầu tiên của năm mới, không chỉ người dân từ khắp nơi trở về thủ đô mà cả du khách nước ngoài cũng rất phấn khích trong lần đầu tiên được đón năm mới tại Hà Nội. Tôi cảm nhận rất rõ không khí lễ hội đang diễn ra tại đây. Mọi thứ đều rất đẹp, con người ở Việt Nam rất thú vị. Lần đầu tiên tôi được đón Tết ở Hà Nội. Không khí ở đây rất tuyệt, không khí lễ hội đang bao trùm nơi đây. Chỉ có một điều đáng tiếc là không có pháo hoa. Năm 2022 với nhiều khó khăn và lo lắng đã đi qua, năm 2023 đến với hy vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc. Ai nấy đều lộ rõ nét mặt hân hoan chào đón năm mới với nhiều kỳ vọng mới và những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới. Năm 2022 vừa qua thì Covid đã kết thúc và mình nghĩ là năm 2023 nó sẽ là một năm mà mọi người sẽ thật là bùng nổ hơn nữa và thực hiện được những cái điều mà các bạn đã mong muốn thực hiện trong năm 2022 mà chưa thực hiện, và mình chúc tất cả những cái điều mà các bạn muốn sẽ thành hiện thực trong năm 2023. Tôi xin gửi lời chúc đầu năm mới tới tất cả mọi người dân Việt Nam ở tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và chúc mừng năm mới. Tôi chúc tất cả mọi người là sức khỏe, gia đình hạnh phúc, đón một cái năm mới an lành và thật nhiều may mắn. Chúc mừng năm mới. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Việt Nam tiếp tục chịu tác động nặng nề sau 2 năm dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hầu hết các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là khu vực sản xuất gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chính phủ đã ban hành và áp dụng nhiều chính sách điều hành vĩ mô nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt được ổn định và tăng trưởng kinh tế, là một điểm sáng về kinh tế trong khu vực. Đó cũng là tiền đề để Việt Nam tiếp tục khôi phục sự phát triển của nền kinh tế trong năm tới. Và đây cũng chính là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm trong những ngày đầu năm mới. Và để giúp quý vị khán giả có thêm cái nhìn toàn diện hơn về nội dung này, ngay bây giờ chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đại biểu Quốc hội khóa 15. Xin chào Huyền Phương, chào khán giả của đài truyền hình VOV. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 khép lại với nhiều khó khăn, thế nhưng chúng ta tự hào vì đã nỗ lực vượt qua và vẫn đạt được những kết quả tích cực. Và ngay bây giờ xin mời ông Hoàng Văn Cường cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi đã điểm lại một số kết quả đã đạt được trong năm vừa qua. Sau gần 2 năm đóng cửa, từ ngày 15 tháng 2 năm 2022, Việt Nam mở lại toàn bộ đường bay quốc tế và tiến tới bỏ nhiều quy định trong phòng chống Covid. Quy định này có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội giao thương giữa Việt Nam với các nước, khôi phục hoạt động du lịch, ngành kinh tế đóng góp khoảng 9% GDP cả nước. Dịch bệnh được kiểm soát đã tạo đà cho doanh nghiệp sản xuất ổn định trở lại. Việc doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh đã góp phần đưa kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong năm 2022. Bất chấp nhiều khu vực kinh tế trên thế giới gặp khủng hoảng, kinh tế Việt Nam vẫn ổn định, đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội Quốc hội giao trong năm 2022. Trong đó, kinh tế Việt Nam tăng trưởng đạt 8,02%,
vượt chỉ tiêu 6 đến 6,5% được giao. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 700 tỷ đô la Mỹ, lập đỉnh mới sau kết quả gần 670 tỷ đô la Mỹ năm 2021. Vốn FDI thực hiện gần 20 tỷ đô la Mỹ là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Thu ngân sách nhà nước tăng gần 8% so với năm 2021. Số doanh nghiệp quay lại hoạt động gấp 1,5 lần số doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Cộng đồng doanh nghiệp không chỉ phục hồi mạnh mẽ mà còn chấp thời cơ, biến thách thức thành cơ hội để phát triển nhanh, bền vững. Doanh nghiệp Việt Nam tận dụng mọi cơ hội để mở rộng, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chiếm lĩnh thị trường, tạo chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế. Vâng, thưa ông Hoàng Văn Cường, nhìn lại năm 2022 thì chúng ta có thể thấy rằng là không chỉ qua những con số biết nói mà sự phục hồi kinh tế của đất nước còn được thể hiện cụ thể như thế nào thưa ông? Chúng ta thấy rằng là năm 2022 trong một cái bối cảnh thế giới thì đang diễn biến rất là khó khăn. Hầu hết các nền kinh tế lớn thì có cái xu hướng là sụt giảm. Cái lạm phát thì tăng rất cao. Thế nhưng mà tăng trưởng kinh tế Việt Nam thì người ta ví như là một cái ngôi sao sáng ở trên cái bầu trời tăng trưởng kinh tế thế giới. Khi mà chúng ta không chỉ đạt được cái kế hoạch mức chỉ tiêu đã ra mà chúng ta còn vượt rất xa lên đến 8%. Điều này ấy, nó cũng cho thấy chúng ta đã duy trì được không chỉ tốt các mục tiêu mà chúng ta đang ổn định được kinh tế vĩ mô rất tốt. Đặc biệt là cái lạm phát của thế giới thì diễn ra ở một chỉ số rất cao thì chúng ta lại vẫn giữ được cái chỉ số lạm phát là khá thấp trong vòng 4% như là mục tiêu. Điều đó nó giúp cho chúng ta tạo ra được cái ổn định về mặt đời sống của người dân. Giá cả về sinh hoạt, về thị trường nó không bị đảo lộn. Nhất là trong bối cảnh cái giá các yếu tố đầu vào như là xăng dầu tăng rất cao thì chúng ta đã điều hành cái việc này rất là tốt. Chính vì vậy cho nên chúng ta nhìn thấy cái chỉ số về tăng trưởng cái dịch vụ rất là mạnh. Điều ý chứng tỏ rằng là cái người dân người ta có khả năng phục hồi trở lại những cái tiêu dùng của mình sau đại dịch. Đặc biệt chúng ta nhìn thấy cái phục hồi rõ nét nhất là cái du lịch trong nội địa. Qua đó nó cho thấy rằng là cái nền kinh tế nói chung là tăng trưởng tốt và đời sống về kinh tế xã hội người dân thì đều đã được ổn định và nâng lên. Vâng thưa ông, vậy thì có thể nhận định thì đâu là những điểm sáng trong điều hành chính sách kinh tế năm qua? Có lẽ cái thành công rất lớn của chúng ta đấy chính là chúng ta đã điều hành rất là hài hòa, phối hợp một cách rất là nhịp nhàng giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ. Nếu như các nước ấy, thì khi thực hiện cái chính sách tài khoá trong việc hỗ trợ dịch bệnh, người ta đã phải bơm tiền ra nền kinh tế dẫn đến cái hậu quả là cái lạm phát cao trong năm 2022, thì chúng ta lại sử dụng các công cụ hỗ trợ hết sức là hiệu quả. Chúng ta không sử dụng các công cụ như bơm tiền, cho nên là chúng ta duy trì được cái cân bằng về đồng tiền. Chúng ta cũng sử dụng cái chính sách về mặt tiền tệ rất là linh hoạt, cho nên là chúng ta cũng đảm bảo là duy trì được cái quản lý về mặt lạm phát. Và thành công rất là rõ trong cái chính sách về tiền tệ đấy là chúng ta duy trì được cái tỷ giá khá linh hoạt nhưng ổn định trong bối cảnh mà thế giới liên tục là nâng giá cái đồng đô la hoặc là nhiều cái đồng tiền mạnh khác. Rõ ràng những cái yếu tố mà chúng ta phối hợp đó đã giúp cho cái môi trường kinh tế vĩ mô ổn định. Các cái doanh nghiệp thì coi như sản xuất kinh doanh mang lại cái hiệu quả và chúng ta có được các cái tiềm lực dự trữ, đặc biệt như là các cái dự trữ về giảm cái bộ chi để chúng ta có nguồn lực tài khoá hỗ trợ cho nền kinh tế. Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, có thể thấy rằng là năm 2022 cũng là một năm hoạt động xuất khẩu có mức tăng trưởng kỷ lục bất chấp những khó khăn của nền kinh tế thế giới phải không thưa ông? Đúng là cái trong cái bối cảnh chúng ta có nhiều các cái điểm sáng thì tăng trưởng của chúng ta là một cái năm đạt kỷ lục trên 700 tỷ đô la xuất nhập khẩu. Và cái thặng dư của thương mại thì chúng ta đạt được trên 10 tỷ đô la. Rõ ràng đấy là một cái điều vô cùng là khó khăn trong bối cảnh mà chúng ta nói là cái thị trường thế giới đang có xu hướng là bị thu hẹp, đang suy giảm. Không chỉ cái xuất khẩu phụ thuộc vào cái khu vực có vốn đầu tư nước ngoài mà những các cái sản phẩm trong nước thì cũng bắt đầu đã vượt trội. Đặc biệt chúng ta thấy ấn tượng là cái xuất khẩu về nông sản. Rất nhiều cái hàng hóa nông sản đã đặt chân ở những thị trường khó và có được uy tín ở trên thế giới. Tại hội nghị tổng kết tài chính năm 2022 vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ cũng nhận định đó là ngành tài chính đã có nhiều điểm sáng khi mà phản ứng linh hoạt và hiệu quả trước áp lực đó là tăng lãi suất cũng như là tỷ giá của nhiều nền kinh tế lớn ở trên thế giới. Tuy nhiên nhiều ngành nghề cũng như là người lao động thì cũng đồng thời đang phải đối mặt với vô vàn những khó khăn ở trước mắt như là việc tăng lãi suất hay là tăng chi phí sản xuất cũng như là việc phải thu hẹp sản xuất rồi thậm chí là cắt giảm lao động.
Ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng vấn đề đặt ra đó là làm thế nào để chúng ta có thể là hạn chế tối đa những rủi ro từ chính sách để có thể kịp thời là hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và ổn định kinh tế vĩ mô ngay trong năm 2023 này, có đúng hay không thưa ông? Đúng là cái chính sách tài khoá cũng như chính sách tiền tệ trong cái bối cảnh mà kinh tế thế giới biến động rất là bất thường thì nó luôn luôn có tính hai mặt. Nếu chúng ta mà không duy trì một cái chính sách quản lý thực sự là chặt chẽ, chắc tay thì rất có thể rơi vào tình trạng lạm phát. Nhưng nếu như chúng ta mà lại quản lý quá chặt thì dẫn đến tình trạng là thiếu hụt các cái nguồn lực cho các cái khu vực sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy cho nên là cái điều hành chính sách trong bối cảnh hoàn cảnh thế giới cũng như là những bối cảnh nó rất là bất định, nó diễn biến bất thường thì đòi hỏi cái công tác điều hành nó phải hết sức là linh hoạt, kiên định về mặt gọi là chúng ta cẩn trọng nhưng phải linh hoạt để thích ứng ở trong những cái bối cảnh mà cần thiết phải điều chỉnh. Tôi đánh giá cao cái việc là chúng ta đã điều hành để duy trì được cái tỷ giá của chúng ta trong bối cảnh mà áp lực về tỷ giá thế giới là rất lớn, nhưng mà chúng ta cũng đã có một cái xử lý khá linh hoạt trong chính sách về tín dụng, nhất là vào giai đoạn cuối năm khi mà các cái doanh nghiệp bắt đầu khó khăn về các cái nguồn vốn thì chính phủ đã chỉ đạo và ngân hàng nhà nước bắt đầu đã có cái động thái là nới cái zoom tín dụng chứ không quá duy trì cái cứng nhắc như là giai đoạn đầu năm. Tôi cho rằng đấy sẽ là những cái bài học rất là tốt trong cái điều hành cho năm 2 để chúng ta áp dụng cho năm 2023. Vâng ạ, chúng ta cũng có thể thấy một thực tế đó là càng về thời điểm cuối năm hiện nay thì những khó khăn của doanh nghiệp cũng như là tình trạng lao động đang mất việc làm đang ngày càng gia tăng. Và không chỉ là những vấn đề về tài chính mà nhiều điểm nghẽn của nền kinh tế cũng đang ngày càng bộc lộ rõ nét ở những thời điểm cuối năm 2022. Và điều này cũng cho thấy rằng nếu như chúng ta không sớm hóa giải khắc phục thì sẽ tiếp tục đó là kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế trong năm 2023. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ khó có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra, có phải hay không thưa ông? Chúng ta thấy rằng là các cái điểm nghẽn trong cái năm 22 mà bắt đầu đã xuất hiện ở giai đoạn cuối năm. Chính cái điều đó nó đặt ra vấn đề là chúng ta phải có cái biện pháp là tháo gỡ kịp thời. Làm thế nào đấy cái kiểm soát về chứng khoán, kiểm soát về trái phiếu nó phải hết sức linh hoạt. Rồi là cái điều hành chính sách tiền tệ cũng phải khá là linh hoạt. Đấy, tôi cho rằng là đấy là một cái yếu tố mà chúng ta đã phải chú ý linh hoạt để tháo gỡ những nút thắt. Nút thắt thứ hai chúng ta cũng nhìn thấy đó là cái nguồn lực hỗ trợ từ cái đầu tư công. Trong bối cảnh mà các cái nguồn lực khác hạn hội hẹp thì đầu tư công nó sẽ là một cái hỗ trợ rất lớn để mà kích cầu. Tuy nhiên thì cái tốc độ giải ngân đầu tư công nó cũng chậm. Và chính yếu tố đó nó lại làm cho cái chuyện là lan tỏa về các cái yếu tố nguồn lực nó bị hạn chế. Và như vậy thì những cái vướng mắc về mặt thủ tục hành chính trong cái chuyện là giải ngân đầu tư công chắc chắn là sẽ phải là một nhiệm vụ đặt ra cho cái năm 23 để chúng ta tháo nút thắt, đẩy mạnh cái giải ngân đầu tư công này. Càng về những tháng cuối năm, đơn hàng càng giảm, sản xuất kinh doanh khó khăn khiến doanh nghiệp này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm 2022 này thì do suy thoái kinh tế và do ảnh hưởng của Covid nên cái lượng mà hàng nó chậm hơn rất là nhiều các năm. Đấy, nó chậm hơn bởi vì là hầu như là các gia đình đều bị kiệt quệ về kinh tế rồi ấy, nên cái sự tiêu thụ hàng hóa nó cũng giảm và nó chậm hơn những các năm khác. Ngay như là sản phẩm trà của bên mình ấy, các cái tầm Tết ấy, là các đơn hàng bây giờ đã ầm ầm rồi. Nhưng năm nay vẫn thấy đóng băng, vẫn im lắm. Chưa thấy có nhúc nhích gì, mà nhúc nhích thì nó cũng rất là cái đơn hàng nó rất là nhỏ. Đấy, nó không có như những năm nó dồi dào rồi, nó sôi nổi, nó háo hức hơn. Năm 2022, GDP của nước ta tăng trưởng và có nhiều chỉ số vĩ mô tốt. Thế nhưng trong những tháng cuối năm, Việt Nam cũng chịu nhiều áp lực từ suy thoái ở các nền kinh tế lớn khi ghi nhận việc đơn hàng giảm. Tình hình này có thể kéo dài đến giữa năm 2023. Điều này có thể khiến doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động hàng loạt. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tăng cao trong khi các kênh huy động vốn bị ách tắc cũng đang bủa vây, tạo nhiều thế khó cho doanh nghiệp. Hai năm đại dịch cúm Covid thì dự án xây dựng nhà máy mới cũng bị đình trệ do nhập máy từ Nhật Bản đã dừng lại nên cái tiến độ nhà máy mới cũng rào cản, cộng với cuối gần nửa năm vừa rồi thì tình hình lãi suất vay vốn doanh nghiệp tăng cao thì doanh nghiệp cũng khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn để mở rộng tiếp tục cái dự án đầu tư sản xuất của chúng tôi. Nền kinh tế Việt Nam đã bước vào giai đoạn khan hiếm lao động, không còn là giai đoạn dư thừa lao động. Cho nên các doanh nghiệp khi sa thải hay là giảm giờ làm đối với công nhân là một việc cực kỳ đau lòng họ phải làm.
không làm không được vì sự tồn tại của doanh nghiệp. Và nhiều ông chủ, nhiều giám đốc doanh nghiệp đã phải rơi nước mắt khi phải trao một quyết định rằng là gọi, chúng ta gọi là sa thải công nhân đấy. Và trong bối cảnh như vậy họ luôn luôn cố gắng duy trì lao động, và như thế ở đây có một khoản chi phí rất lớn để duy trì lao động, bởi vì họ biết là nếu như sau vài tháng nếu tiếp tục có đơn hàng và kinh tế phục hồi thì họ phải tìm lao động, mà lúc đó nếu tìm thì tìm không ra. Một mặt thì các cái gói phục hồi và hỗ trợ tăng trưởng của chúng ta ấy, là vẫn nặng về cái khía cạnh là nhà nước phải ôm đồm các cái hoạt động triển khai. Chúng ta phải làm rõ, tách bạch rõ ra cái gì là phục hồi, là phục hồi. Và phục hồi thì chúng ta phải có đặc biệt để cho phục hồi, đúng không? Ví dụ như chúng ta phải có những cái chính sách tháo gỡ những cái khó khăn giữa ngân hàng. Chúng ta phải có doanh nghiệp và ngân hàng phải ngồi với nhau với cơ quan nhà nước để tháo gỡ những cái rào cản mà như tôi nói là những cái chi phí tuân thủ của các quy định của pháp luật và bản thân cái quy định trong hệ thống tài chính ngân hàng để giúp cho doanh nghiệp có thể tiếp cận được cái gói hỗ trợ 2% đấy. Khó khăn bủa vây, chính sách hỗ trợ có nhưng không dễ dàng nhận được. Năm 2022 khép lại, vẫn còn rất nhiều những doanh nghiệp đang gồng mình chống đỡ để tồn tại và mong có thể đảm bảo được việc làm, thu nhập cho người lao động. Bên cạnh những rủi ro tiềm ẩn đang chờ đợi chúng ta trong năm 2023 thì cuộc chiến xung đột giữa Nga và Ukraine cũng đang vẫn chưa đến hồi kết. Vậy thì bước sang năm 2023 thì nền kinh tế của Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức gì thưa ông? Rõ ràng là cái năm 2023 đang đặt ra chúng ta nhiều thách thức. Thách thức thứ nhất chúng ta nhìn thấy rất rõ là những các cái xung đột ở trên thế giới và cái dự báo là cái suy giảm kinh tế thế giới của năm 2023 là khá rõ. Và khi kinh tế thế giới nó suy giảm như thế thì dẫn đến cái chuyện là cầu nó thu hẹp. Và cho đến thời điểm cuối năm 22 này thì rất nhiều các cái đơn hàng của các nhà tiêu thụ thế giới người ta đã dừng lại. Và nhiều doanh nghiệp trong nước bây giờ bắt đầu đã phải sản xuất cầm chừng, thậm chí có những doanh nghiệp phải sa thải công nhân. Như vậy rõ ràng là cái thị trường thế giới là thu hẹp, xuất khẩu sẽ khó khăn. Yếu tố thứ hai là chúng ta cũng thấy rằng ngay bản thân nội tại trong nước, như chúng ta vừa nói, là các cái nguồn lực đang hỗ trợ cho doanh nghiệp nó có những các cái rào cản cả về phía như là cái thị trường vốn, thị trường trái phiếu đang rơi vào tình trạng gọi là chưa phục hồi tốt và sẽ khó để hỗ trợ được nhiều nguồn lực cho doanh nghiệp. Thế rồi là cái nguồn lực như đầu tư công chúng ta nhìn thấy cũng còn đang là cái nút thắt, nó chưa thể giải phóng ra được. Rõ ràng đấy sẽ là những các cái rào cản, đấy là những cái khó khăn cho cái nền kinh tế trong năm 2023 này. Nếu như chúng ta không có những các cái giải pháp thích ứng kịp thời, thích ứng một cách linh hoạt, một cách phù hợp thì rõ ràng là những khó khăn đó nó sẽ trở thành những cái rào cản, thậm chí nó sẽ làm cho nền kinh tế có thể khó giữ được các cái đà tăng trưởng tốt như năm 2022 đã đạt được. Vậy thì Việt Nam cũng sẽ cần phải có sự lựa chọn cũng như là cân nhắc như thế nào để phát triển kinh tế phù hợp với xu thế và đặc biệt là chúng ta có thể tận dụng tối đa được những cơ hội trong năm tới thưa ông? Tôi cho rằng cái ổn định kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục là một mục tiêu vô cùng quan trọng. Yếu tố thứ hai nữa là chúng ta cũng phải tiếp tục duy trì tốt cái phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách về tài khoá tiền tệ. Trong đó thì chính sách tài khoá có lẽ phải lớn rộng hơn nữa, bởi lẽ chúng ta đang có dư địa khá tốt với chính sách tài khoá để chúng ta sẽ hỗ trợ những cái khó khăn cho doanh nghiệp. Nhiều những cái khoản mà doanh nghiệp đang phải gặp phải, ví dụ chẳng hạn như là các cái khoản nợ trước đây, những cái khoản trước đây thì được thực hiện chính sách như là giãn hoãn miễn sau đại dịch, thì bây giờ thời đến hết cái chính sách đó rồi thì có thể doanh nghiệp sẽ tiếp tục phải thực hiện cái nghĩa vụ này sẽ là một cái nặng, thì có lẽ chính sách tài khoá phải tiếp tục thực hiện kéo dài các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về các cái khoản đóng góp này. Rồi là vấn đề thứ ba nữa là chính sách tài khoá cũng phải hỗ trợ đến bản thân những người lao động, là những người mà đã bị ảnh hưởng đến công việc làm, nhất là khi cái đơn hàng thế giới nó suy giảm. Và như vậy thì kết hợp cả tài khoá và cả cái chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho người lao động để giữ được ổn định cái công việc làm. Bên cạnh đấy thì bản thân doanh nghiệp thì tôi cho rằng là cũng phải có những các cái sự chuyển đổi cho nó phù hợp. Chúng ta phải nhìn thấy cái thị trường trong nước là một thị trường có tiềm năng rất lớn, thì các doanh nghiệp phải làm thế nào tiếp tục giữ vững được thị trường trong nước, đồng thời chúng ta lại có được những các cái quan hệ về thị trường thế giới ấy, rất là mở rộng. Do vậy cho nên là chúng ta không quá lệ thuộc vào một thị trường mà chúng ta phải đa dạng hóa thị trường để chúng ta có thể thích ứng nhanh với cái sự thay đổi thị trường thế giới. Và trong một cái dự báo thì ngay thị trường của một nước láng giềng như là Trung Quốc thì người ta cũng đang chuyển hướng cái chiến dịch phòng chống dịch là xóa bỏ cái
cái chiến lược là zero covid và người ta mở cửa. Và như vậy rõ ràng đấy sẽ là một điều kiện rất tốt để chúng ta sẽ khai thác cái thị trường này vào cái việc xuất nhập khẩu cũng như là nhận cái luồng khách du lịch vào phục hồi cái hoạt động kinh tế trong nước. Vâng ạ, rõ ràng là trước mắt chúng ta vẫn còn rất nhiều những thách thức khó khăn, nhưng mà hy vọng rằng là cùng với sự chung tay của các cấp các ngành sẽ giúp cho nền kinh tế Việt Nam của chúng ta bước sang năm 2023 sẽ có nhiều hơn nữa những điểm khởi sắc, phải không ạ? Mong muốn lớn nhất của Vinasamex vẫn là có những cái sự hỗ trợ từ phía chính phủ và các cái tổ chức phi chính phủ để bên mình có thêm cái nguồn lực liên kết với bà con, tạo thành các cái vùng trồng nó chuyên canh và đạt tiêu chuẩn cao hơn để mà đáp ứng được cái tiêu chuẩn càng ngày càng khắt khe hơn của thị trường. Bên cạnh đó, nếu như có những hỗ trợ về chuyên gia trong quá trình bảo quản chế biến để cùng với nhà máy tạo ra các cái sản phẩm mà có thể là nghiên cứu mở rộng hơn cái nhóm sản phẩm mình đang có, thì đấy cũng là một cái mà doanh nghiệp nào cũng cần. Mong muốn của doanh nghiệp thì cũng 2022 cũng vẫn còn khó khăn, và tiếp tục 2023 dự kiến thì với tình hình thị trường cũng còn khó khăn trong 6 tháng đầu năm, thì cũng doanh nghiệp, về phía doanh nghiệp thì vẫn muốn tiếp tục đề xuất giảm 2% cho các cái mặt hàng đó để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp theo trong cái năm 2023. Cũng là cái hậu Covid nó cũng vẫn còn kéo dài. Kiến nghị là đề nghị chính phủ tiếp tục cho doanh nghiệp được, thực ra là cuối cùng là đến người tiêu dùng được hưởng thêm cái giảm cái 2% cái thuế VAT tiếp tục kéo dài từ năm 2022 đến cho đến hết năm 2023, trong cái bối cảnh là chiến tranh vẫn còn, dịch bệnh vẫn chưa hết và có khá là nhiều biến động về nền kinh tế chính trị cũng như là lạm phát trên toàn thế giới nó khá cao, thì cái hỗ trợ của chính phủ cho cái giảm thuế này nó sẽ góp phần khích lệ cho doanh nghiệp rất là nhiều. Và các quốc gia nước láng giềng của chúng ta cũng có áp dụng những cái giảm thuế VAT cho doanh nghiệp, và nếu mà Việt Nam mà không tiếp tục thì doanh nghiệp Việt lại bị thiệt thòi so với các doanh nghiệp ở các cái nước khu vực và trên thế giới. Hỗ trợ 2% trong thuế VAT nó là một cái hỗ trợ gián tiếp mà để cho cái người tiêu dùng cuối cùng. Thì chúng tôi đánh giá rất cao cái chính sách này của Quốc hội, của Chính phủ. Tuy nhiên rằng là vì cuối cùng là hỗ trợ cho người lao động, thì chúng tôi cũng mong rằng là cái hỗ trợ đấy được tiếp tục. Để thế này ạ, để cái người lao động mà chính là cái nguồn lực để tạo ra cái năng lực cạnh tranh của ngành hàng, nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thêm được những cái lợi thế trong vấn đề về sử dụng nguồn lực. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng kỳ vọng vào một năm mới với nhiều điểm sáng kinh tế hơn hẳn năm 2022, cho dù trước mắt còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đã nhận lời mời tham gia chia sẻ với chương trình hôm nay. Và nhân dịp đầu xuân năm mới, cũng xin kính chúc ông một năm mới an khang thịnh vượng và thành công hơn nữa. Đó, xin kính chúc chương trình truyền hình VOV có nhiều chương trình thực sự hấp dẫn. Kính chúc các quý vị khán giả của đài truyền hình VOV một năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Trong phần tiếp theo của chương trình, thông điệp mừng năm mới 2023 của các nhà lãnh đạo thế giới. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Croatia chính thức gia nhập khu vực Schengen. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, chào đón những thời khắc đầu tiên của năm mới 2023, các nhà lãnh đạo thế giới đã truyền đi những thông điệp đầy hy vọng và tích cực trong năm mới 2023. Trong thông điệp năm mới 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi năm 2022 là năm của những quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Ông cảm ơn người dân Nga đã ủng hộ để vượt qua một năm đầy bất ổn, đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi thử thách. Thời khắc đón mừng năm mới luôn được chào đón trang trọng ở đất nước của chúng ta, ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất. Ngày lễ này luôn và sẽ là món quà kỳ diệu để phát đi những điều tốt đẹp nhất ở con người, nhân lên tầm quan trọng của các giá trị gia đình truyền thống, năng lượng tích cực và niềm tin. Tổng thống Ukraine Zelensky gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân, tin tưởng năm 2023 sẽ là năm của chiến thắng cho đất nước Ukraine. Tôi ước một điều cho tất cả chúng ta lúc này, đó là chiến thắng. Và đây là điều chính yếu nhất.
một điều ước cho tất cả người dân Ukraine. Hãy để năm nay là năm của sự trở lại của nhân dân chúng ta, sự trở lại của các binh lính với gia đình của mình. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong bài phát biểu chào mừng năm mới 2023 khẳng định năm nay sẽ là năm của cải cách hưu trí. Như tôi đã cam kết, năm nay sẽ là năm cải cách lương hưu, nhằm đảm bảo sự cân bằng trong hệ thống tài chính của chúng ta những năm tới và thập kỷ tới. Chúng ta cần phải làm việc nhiều hơn. Đó là lý do đằng sau việc cải cách bảo hiểm thất nghiệp do chính phủ đưa ra và được Quốc hội biểu quyết. Đó cũng là lý do đằng sau cải cách lương hưu này mà chính phủ, các chủ thể kinh tế và Quốc hội sẽ làm việc trong những tháng tới để hoàn thiện việc thực hiện các quy tắc mới sẽ được áp dụng vào mùa hè của năm 2023. Trong thông điệp năm mới 2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định năm qua nước này đã vượt qua những khó khăn, thử thách chưa từng có. Cuộc chiến chống COVID-19 hiện đang trong giai đoạn khó khăn nhưng ánh sáng ban mai đang ở phía trước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc toàn thể người dân nỗ lực, đồng lòng hướng tới xây dựng một ngày mai tươi đẹp hơn của Trung Quốc. Chúng ta hãy chào đón tia nắng đầu tiên của năm 2023 với những lời chúc tốt đẹp nhất cho một tương lai tươi sáng hơn. Chúc cho đất nước của chúng ta được thịnh vượng và nhân dân được sống hòa thuận. Cầu cho thế giới được hòa bình và nhân dân các nước được sống trong hạnh phúc. Thời khắc đầu tiên của năm mới 2023 cũng đánh dấu bước ngoặt đối với Croatia khi nước này chính thức gia nhập khu vực Schengen vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Bộ trưởng Nội vụ Croatia Davo Božinović và người đồng cấp Slovenia Sanja Ajanović Honić đã cùng thực hiện nghi thức dỡ bỏ các rào chắn tại cửa khẩu biên giới Bregana giữa hai nước và rót rượu sâm banh để đánh dấu sự kiện này. Croatia đã mở ra cánh cửa không biên giới với Liên minh châu Âu. Đêm nay, chúng ta kỷ niệm một ngày mới, một năm mới, một châu Âu mới với Croatia ở khu vực Schengen. Giờ đã không còn biên giới nào giữa Croatia và các nước láng giềng. Khu vực Schengen được thiết lập từ năm 1985, cho phép hàng triệu người dân của các nước tham gia được đi lại tự do. Croatia cùng với 22 quốc gia EU cũng như Liechtenstein, Iceland, Na Uy và Thụy Sĩ đã tham gia Schengen, khu vực đi lại tự do lớn nhất thế giới, được coi là một trong những thành tựu chính của hội nhập châu Âu. Chuyển sang phần tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết nhiều tỉnh thành trên cả nước khá đẹp, trời rét khô, có nắng, khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí, nghỉ lễ Tết Dương lịch. Theo đó, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, hửng nắng vào trưa chiều, trong khi miền